Compeny bực vì đồng đội khuyên đừng sút trong pha ghi bàn. Hôm nay thật sự tôi có chút ức chế. Tôi nghe rất rõ nhiều đồng đội hét lên đừng sút và điều đó thật sự làm tôi thấy bực. Tôi không nghĩ là mình đáng để những cầu thủ trẻ hơn bảo tôi rằng liệu tôi có có thể tung ra một cú sút hay không. Vincent Company trả lời Sky Sport ngay trên sân ETH. Company, trong 11 năm chơi bóng tại ngoại hạng Anh, chưa từng ghi bàn từ các cú dứt điểm ở ngoài khu vực 16m50 trung vệ người Bỉ cho rằng đây là lý do khiến nhiều đồng đội tỏ ra thiếu tin tưởng và khuyên anh đừng vội vàng dứt điểm khi lên tham gia tấn công ở phút 7 không nhưng thực tế đó càng làm Company thêm quyết tâm. Và anh đã thành công với một cú nã đại bác từ gần 30 mét, găm bóng vào góc cao khung thành Leicester, ấn định thắng lợi một không cho Man City. Tôi từng ghi những bản như thế này trên sân tập. Sau 15 năm chơi bóng đỉnh cao, tôi không cần các tiền vệ dạy rằng tôi không nên sút trong những pha bóng như thế. Tôi đã bảo họ rằng một ngày nào đó tôi sẽ ghi bàn. Và hôm nay tôi làm điều đó, Trung vệ sinh năm 1986 nói thêm. Khi trả lời phỏng vấn xong và tiến lại phía các đồng đội để chia vui, company bị Sergio Aguero chọc ghẹo, này Vinny, tôi đã bảo anh rồi đừng sút, ôi không Vinny, không. Tiền đạo Man City nói trong một khoảnh khắc được máy quay truyền hình trực tiếp của Sky Sports ghi lại, tuy nhiên, trong tâm trạng vui vẻ vì đội nhà chiến thắng, company chỉ cười với đồng đội cú sút xa hạ Leicester hôm qua mới là bàn thứ 20 trung vệ người Bỉ cho Man City kể từ khi gia nhập đội hè 2008. Pha ghi bàn ấy của Company không chỉ giúp Man City thắng một trận đấu, mà còn tiến gần hơn tới chiến thắng chung cuộc tại ngoại hạng Anh mùa này. Man City đòi lại đỉnh bảng từ tay Liverpool và có nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp này một điểm trước khi bước vào vòng đấu hạ màn. Với tôi, điều quan trọng không phải là ghi bao nhiêu bàn, mà ghi bàn khi nào. Hôm nay, tôi nghĩ mình đã làm điều cần làm. Ngay từ đầu trận, chúng tôi đã tập trung và cố gắng thắng trận, nhưng thủ môn Smaychel nhiều lần cứu thua cho Leicester và chỉ tôi mới có thể đánh bại anh ta trong một ngày như hôm nay. Tôi chỉ cố gắng cống hiến cho Man City và hôm nay chúng tôi tiến một bước gần hơn đến ngôi vô địch. Company trả lời BBC khi vào trong đường hầm. Trung vệ đội trưởng cũng tự hào với cách cả đội Man City đã vượt qua một đối thủ khó chịu như Leicester. Anh nói thêm, chúng tôi gây áp lực, đẩy cao tốc độ, nhưng đều hỏng ở các đường truyền cuối cùng. Leicester hôm nay phòng ngự thật sự tốt, và vì thế, để thắng, chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó đặc biệt. Tôi mừng cho đội của mình. Trận đấu hôm nay lý giải vì sao Man City lại thành công với những bàn thắng như thế này, những khoảnh khắc như thế này. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng đội vẫn có cơ hội và sẽ chiến đấu tới những giây cuối cùng. Tuy nhiên, Company cũng nhắc nhở các đồng đội cần tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng tại ngoại hạng Anh mùa này. Trong ngày phán quyết chủ nhật 12 tháng 5 tới, Man City làm khách trên sân Brighton còn Liverpool tiếp gục. Mọi diễn tiến trong 4 tháng qua đều rất quan trọng. Liverpool vẫn lầm lũi tiến bước. Và giờ thì chúng tôi còn trận cuối trên sân Brighton. Vẫn chưa có gì chắc chắn rằng Man City đã vô địch. Company nhấn mạnh. Nhật Tào